thiệu đây là cặp loa sai đại, loa lẻ, không có âm ly. Thì các nào có nhu cầu mà mua âm ly ghép chung cặp loa này thì cứ liên hệ Zalo 0931008099. Em sẽ tư vấn một số dòng âm ly để mình ghép loa. Hiện tại cặp loa này có công suất tương đối khá lớn là 400W trên cặp loa, tức là 200W một thùng. Lo bass là 22cm, lo 3 đường tiếng. Model là Victor SB-E77, thiết kế quá đẹp. Anh thấy không? Thiết kế cực kỳ đẹp, rất là sang, nhìn xịn sò vô cùng. Logo nó bằng kim loại luôn nha, bằng miếng kim loại luôn chứ không phải là nó sơn lên. Thiết kế cái chép rất là sang. Bass chép mid lo 3 đường tiếng. Chiều cao của lo là 60cm. Sorry em nói nhầm. Chiều cao của lo là 50cm. Chiều ngang cả hai lo là 54.5cm. Bass là 22. Công suất, ô em nhầm, 200W một thùng. Nhưng mà trên này là maximum của nó là 200W một lo. Thứ trên này là maximum nha. Hồi nãy em nói 200W một thùng, 400W một cặp là công suất cực đại của nó. Đây cực đại. Còn công suất bình thường của nó là 100W thôi. Trợ kháng của lo là 6 ohm Made in Japan Victor SB-E77. Góc cạnh của lo mặt sau, cặp lo này ghép với âm ly xây trung, xây 28, xây 32, xây đại, xây 34, xây 36, âm ly dân dụng xây 42, tất cả đều hợp hết nha. Công suất âm ly mà ghép được cho cặp lo này là từ 100 cho tới 150W. Hàng bên em bán ra đảm bảo nguyên bản, nguyên zin, hàng nội địa Nhật, bao hoạt động ok, rất đẹp. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chúc hàng. Còn các anh ngại không gọi đến số này được thì cứ nhắn tin Zalo cho em, dạng là 0931008099 nha. Mua hàng bên em thì có hai hình thức thanh toán. Một là chuyển đủ 100%. Nếu mà các anh ngại không chuyển đủ thì các anh cứ chuyển cọc cho em 500.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Và khi các anh nhận hàng thì thanh toán cho bưu điện nha. Bên em bán hàng không bao ship nên vui lòng thanh toán phí ship luôn giúp em. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Mua hàng cứ liên hệ 0931008099 giúp em.